Xin chào tất cả mọi người. Ở video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đánh con Scorpion King, con độc địch đại dương. Trước tiên, mọi người công pháp mọi người sử dụng cho mình cây này, tại vì hiện tại đây là cái cây mạnh nhất khi mọi người đến đây. Định Phong Châu là pháp bảo. Tinh Phách thì mọi người sử dụng cho mình con dơi băng này. Sau khi hoàn thành chapter 3, mọi người sẽ được con dơi băng này và nâng cấp bộ của Hoàng My, bộ mình đang mặc. Báu vật thì mọi người dùng báu vật nào cũng được, mình thì như thế này. Ở phần căn cơ võ nghệ mình, mọi người lưu ý cho mình cái điểm xoay côn, nó sẽ tích cho mọi người rất nhiều điểm nộ côn và kết hợp với lại cái điểm chí mạng này. Phần côn pháp thì mọi người sử dụng cho mình cái đòn đâm. Mọi người hiểu đơn giản như thế này: khi mọi người có 4 điểm nộ côn và sau những cú né hoặc là né hàng hảo gì cũng được, mọi người có thể kích hoạt ngay 4 điểm nộ côn. Cái này sẽ giúp mọi người kích hoạt điểm nộ côn nhanh hơn. Định thân thì mọi người sử dụng cho mình cộng full cho mình, nó sẽ tăng thêm thời gian định thân. Thân pháp thì tụ hình tán khí, hào mau thì bình thường. Biến hình thì mọi người cộng full cho mình con bạch tuộc này nha. Đấy, khi mà đánh thì nó có sẽ năng tích điểm băng. Ở phần bào chế thì mọi người lấy cho mình cái bình rượu cung cấp một lượng nguyên khí đáng kể, nó giúp mọi người hồi điểm tinh phách. Thuốc thì mọi người sử dụng cho mình sát thương, tỷ lệ chí mạng và công thế theo thời gian. Và ok, chúng ta bắt đầu đánh boss nào. Trước tiên mọi người đi đến cái cây nhỏ này, mọi người đứng ngay cái cánh cây nhỏ này và sử dụng cho mình thuốc hồi công thế theo thời gian, và mọi người đợi cho nó được một điểm công thế. A few moments later. Sau khi được điểm công thế, mọi người sử dụng hai loại thuốc còn lại và tiến gần tới boss. Mọi người nhớ tiến gần tới boss đó, đứng thực sát boss, sau đó sử dụng phép tinh phách. Rồi đóng băng thì mình vào mình xây côn, xây côn để hồi điểm công thế và xây côn để hồi điểm tinh phách. Rồi mọi người lộn và kích hoạt ngay 4 điểm. Đấy, như thế này thì mọi người sẽ kích hoạt nhanh hơn và Scorpion King không tấn công nhanh mọi người. Định thân lại và tiếp tục xây tiếp. Lúc này tinh phách đã hồi nhưng mà mình cần hồi thêm điểm nổ côn. Đấy, đóng băng lại. Rồi chúng ta lại lao vào xây côn để hồi điểm tinh phách và nổ côn. Rồi lúc này thì mọi người cố gắng câu giờ giúp mình bằng pháp bảo hoặc là phép tụ hình tán khí để mà hồi điểm, hồi kỹ năng định thân. Ok, lúc này khi mà điểm tinh phách mọi người chưa đầy, mọi người sử dụng cho mình hồ lô để mà hồi lại tinh phách. Nó sẽ cung cấp một lượng nguyên khí cho tinh phách. Đấy. Rồi, khi mọi người đóng băng thất bại, mọi người sẽ thải hóa thành cái con bạch tuộc này. Nó sẽ đánh những đòn đánh tích cho con boss ta đóng băng. Đấy, khi đóng băng mọi người đừng đánh thêm, mọi người quay về hình cũ và tiếp tục vào xây côn. Rồi, phép định thân đã hồi. Rồi, mọi người định thân lại và tiếp tục xây côn. Rồi, chúc mọi người thành công nhé. Nếu mọi người thấy video này hay bổ ích cho mình xin một like đăng ký. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.